Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình chia sẻ một món canh rất là ngon và thanh mát, đó là canh khổ qua nhồi thịt. Món này thì vào những cái dịp Tết là thường mình sẽ nấu món canh khổ qua này. Và món này thì ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn á các bạn. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng vào bếp để xem cách nấu món này như thế nào nha. Nguyên liệu hôm nay là mình đã chuẩn bị sẵn là khoảng 10 trái khổ qua này và các bạn. Đó, khổ qua là mình mua những quả là nó vừa như thế này thôi nè các bạn. Và mình đã bỏ hết cái phần hạt ra rồi nha. Đó, mình phải cho cái phần hạt mình cạo cho nó sạch đó, thì nó sẽ khi nấu mình nó sẽ không có bị đắng nha. Canh củ qua hôm nay là mình nấu là mình không có dùng nước hầm xương đâu, mà mình sẽ dùng củ cải trắng này các bạn. Thứ nhất là củ cải trắng nấu rất là ngọt nha, và nó sẽ làm trong nước nữa. Và mình có là một củ hành tây này mình đã nướng sẵn á các bạn, thì lát nữa mình sẽ cho vào mình nấu thì nó sẽ rất là ngọt nước nha. Và mình cũng chuẩn bị sẵn là hành lá này các bạn. Hành mình để những cọng như thế này để lát nữa mình cột khổ qua và ớt trái. Và mình cũng chuẩn bị sẵn là 1 ký thịt dăm á, mình xay nhuyễn này các bạn. Mình dùng thịt dăm á, thì mình xay ra mình nấu thì nó sẽ không có bị khô á, mà mình ăn thì nó sẽ ngon hơn, nó có vừa nạc vừa mỡ nè các bạn, ăn nó rất là ngon luôn. Và tiếp theo là mình sẽ có khoảng là 200g là cá thác lát này là mình cũng mua xay sẵn rồi nè. Lát nữa mình sẽ ướp chung với lại là thịt luôn nha các bạn. Và hành lá, cái gốc hành này là mình đã băm nhuyễn nè. Và tỏi, hành đã sắc. Vậy thì bây giờ mình cùng chế biến luôn nè. Rồi trước tiên là mình sẽ cho một cái nồi nước lên. Mình bắt cái nồi nước lên như thế này nè các bạn. Đó. Nước mình sẽ bắt lên khoảng là 3 lít nước đó các bạn. Và mình cho hết cái phần củ cải trắng vào nha, để mình nấu cho nó ra nước nè. Và mình cho luôn cả cái hành, củ hành tây mình nướng sẵn vào. Rồi trong thời gian mình chờ nước dùng thì mình sẽ ướp cái phần thịt này để mình dò nhồi ổ qua nha. Rồi mình cho tỏi đã băm sẵn vào nè, và mình cho luôn cái phần gốc hành băm nhuyễn vào luôn. Và tiếp theo là sẽ cho luôn cá thác lát vào với chỗ thịt và cá thác lát. Thì mình sẽ cho là 2 muỗng cà phê muối vào, và mình sẽ cho là 3 muỗng cà phê hạt nêm và 2 muỗng đường nha các bạn. Các bạn nếu nhà các bạn mà ăn gia vị đậm đà hơn thì mình có thể là cho thêm hạt nêm với lại là đường vào. Rồi sau đó các bạn sẽ nhồi cho nó nhuyễn ra, nó thấm gia vị luôn nha các bạn. Nhồi cho nó thấm gia vị nè. Đó, cá thác lát thì mình sẽ nhồi với thịt như thế này nè. Mình cứ trộn lên cho nó thấm hết cái gia vị luôn. Rồi tiếp theo thì cái phần khổ qua này các bạn sẽ trụng sơ qua nước sôi nha các bạn. Thứ nhất là mình nó sẽ rất là dễ mà mình nhồi nè, dễ nhồi thịt vào nè. Nó mềm mềm á các bạn, nó sẽ không giòn và nó không có bị là dạng như là nó sẽ không có bị mà tách cái phần khổ qua ra làm đôi á các bạn. Và khi mình trụng sơ qua nước sôi như thế này nè, nó sẽ giúp cho khổ qua nó không bị đắng nữa. Rồi các bạn để 1 phút thôi nha, rồi sau đó mình vớt ra nha. Phần hành lá mình sẽ trụng sơ qua nước sôi này để giúp cho hành lá là nó mềm nè, và nó sẽ dễ cột hơn á các bạn. Rồi khổ qua sau khi mình trụng qua nước sôi thì nó dịu xuống rồi. Lúc này mình dồn thịt vào nó rất là dễ các bạn, và nó vào luôn nè. Đó. Các bạn tùy theo các bạn có sở thích mình ăn nhiều thịt hay ít đó thì các bạn dồn. Nhưng mà mình lại thấy là khổ qua mình dồn hết
đầy thịt luôn á, thì mình ăn rất là ngon luôn. Và cứ thế thì mình sẽ cho thịt hết vào khổ qua nha. Rồi mình sẽ lấy lá hành mình cột lại như thế này nè. Thứ nhất là vừa trông rất là đẹp mắt mà cái thịt nó sẽ không có bị rớt ra ngoài nha. Rồi nồi nước dùng của mình cũng đã sôi lên rồi nè. Bây giờ mình vớt hết cái củ cải trắng với lại hành ra nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho khổ qua và mình sẽ hầm nha. Khổ qua khi mà mình nấu thì mình sẽ không có đậy nắp nha các bạn, thì sẽ giúp cho khổ qua đó nó sẽ có cái màu đẹp và nó sẽ không có bị bủng nè. Và tiếp theo thì mình sẽ nêm nếm gia vị. Các bạn cứ nêm nếm gia vị sao mà nó hợp với khẩu vị nhà mình á. Mình cứ cho muối, hạt nêm, đường mình cho vào, tùy theo các bạn thích ăn đồ ngọt mặn và mình cho thì mình sẽ nêm với vừa ăn nha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho ớt, lá hành vào luôn cho mình làm nè ha. Mình nấu với một cái cách là đơn giản thôi các bạn, để bạn nào cũng có thể nấu được á, mà ăn á thì nó sẽ rất là bổ dưỡng luôn. Vào những ngày Tết á thì mình sẽ ăn cái khổ qua này nè. Thứ nhất là người ta nói là sẽ điều may mắn đến, khổ nó qua đi và những điều tốt đẹp sẽ đến đó các bạn. Cái nồi khổ qua này thì mình nấu như vậy là đã được 25 phút rồi nè các bạn. Mình nêm nếm lại xem thử là nó vừa ăn chưa các bạn. Đó. Để thử cho khổ qua nó đã chín và nó ngon chưa đó, thì các bạn lấy một cây đũa này các bạn mình xiên qua đó, mà mình thấy nó qua được như thế này nè là mình biết là khổ qua này là ăn được rồi nè. Và mình tắt bếp, mình mang ra mình dùng thôi. Như vậy là mình cũng vừa nấu xong món khổ qua dồn thịt nè các bạn. Món này thì ăn vào ngày hè cũng rất là thanh mát và bổ dưỡng nè. Món này thì mình có thể là ăn kèm với lại nước mắm mặn á các bạn, thì nó sẽ thơm ngon hơn. Như vậy là video của mình đến đây cũng kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.